Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy đục, chuyên đục của Bosch. Đây là dòng đục Bosch Hardmat nhé. Đó, một con máy còn rất là mới và nguyên một hùng. Đây là dòng RSH5E. Đó, nguyên một hùng còn nguyên zin ha, chưa có không bị bể hay móp gì ha, nứt luôn. Không bị gì hết. Rồi, thì ống trọng lượng của một cái thùng máy như thế này nó nặng là hơn 10 kg ha. Nặng hơn 10 kg. Rồi em sẽ mở máy ra và xem cho máy gồm những gì. Gồm một con máy chuyên đục bê tông của Bosch và hai mũi đục ha. Thì trong đây có một cái mũi đục nhọn và một mũi đục dẹp. Mũi đục dè nhọn á, nó dài là 24 ha. Mũi đục dẹp thì nó dài là 27,5. Thì to cái thân này á, thì dòng này á, nó chỉ có một loại thôi. Thì này nó là 18 ly nha cả nhà. 18 ly. Rồi. Đây là một con máy Bosch Hardmat. Xịn sò. Con máy này á, nếu mà mình cầm bằng tay á thì luôn cả dây điện ha, nó là 6,6 kg là luôn dây điện. Còn nếu mà bỏ ra dây điện đi thì nó 6 kg ha, 6 kg thì mình cầm trên tay khoảng 6 kg thôi. Đây là bộ dây điện nguyên zin, nó còn rất là đẹp, chữ còn trắng sáng luôn nha cả nhà. Rồi, em sẽ đọc thông số của con máy Bosch Hardmat. Con này có model là RSH5E. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện là 100V, có công suất là 1100W. Con này sản xuất tại Made in Germany nha cả nhà, hàng của Đức. Đây là một con máy là đã được tuyển chọn phải mới hơn 90% từ nước sơn, và cả cái nhựa của cái máy vẫn không có bị chày nhiều ha. Chỉ ở bên đây thì cái phần mà để xuống á thì nó chày ở phía bên đây hơi nhiều hơn bên mặt mặt bên này ha. Mặt bên này còn rất là mới. Và đây là phần thân của nó. Thì ở đây á, nó có đèn báo điện ha, rồi đèn báo nóng hoặc là có trục trặc của máy đó, thì nó sẽ hiện đèn đỏ. Rồi sẵn em sẽ đo dây nguồn zin này nó dài bao nhiêu mét ha cả nhà. Mấy con này là chuyên đi phá công trình ha. Công suất tới 1100W luôn mà. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5. Dài hơn 5 mét đó cả nhà. Dây nguồn dài hơn 5 mét. Rồi hiện giờ em có chuẩn bị một ống thép ở đây. Đó. Rồi cả nhà, khi mà làm việc thì mở này lên để cầm trợ lực ha. Rồi sau khi bỏ vô hùng để lưu trữ thì hạ xuống mới đóng được cái nắp ha.
kia mình bấm cò là nó cài động luôn. Đó, ở này rồi tắt ha. Đấy. Cả nhà coi nha, cái vết xứng của nó rất là ăn vô sâu luôn nha. Đó. Rồi em đục cái mũi dẹp xem ta. Đến đâu là ăn đến đó nha cả nhà. Đó, nó đi vô cũng phải là gần sâu á. Nó gần cái ly một. Đó. Em sẽ xin đọc lại thông số của con máy chuyên đục bê tông của Bosch Hardmat. Con máy chuyên đục bê tông của Bosch Hardmat này đó, có model là RSH5E. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện là 100V, có công suất là 1100W. Tình trạng của máy là phải mới hơn 90% nha cả nhà. Đó, đi kèm với máy á, là một mũi đục nhọn, một mũi đục dẹp. Mũi đục này em đo là 18 ly nha. Và một cái hùng lưu trữ của máy. Một con máy này á, em bán là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng là đã bao gồm phí vận chuyển. Cả nhà chỉ cần cộng phí vận chuyển giúp em là em đã lên đơn và cho hàng vận chuyển đi. Em cảm ơn cả nhà.